Thế giới tiền số hồi hộp chờ Ethereum hợp nhất. Việc hợp nhất mạng Ethereum vào tháng 9 là sự kiện được giới tiền điện tử chờ đợi, nhất là khi nó đã bị trì hoãn hơn 8 năm. Đợt nâng cấp được gọi là Demer hợp nhất đã bị trì hoãn hơn 8 năm qua. Điều này đã khiến nhiều người liên tục đặt dấu chấm hỏi liệu nó có thực sự diễn ra hay không. Nếu đúng tiến độ, Demer sẽ được thực hiện vào ngày 15 tháng 9. Điều này giúp mạng Ethereum giảm tới 99,9% mức tiêu thụ năng lượng và hạn chế phát thải khí CO2, giải quyết các chỉ trích rằng mạng lưới tiền số gây hại cho môi trường. Nó cũng đã đặt nền tảng cho hàng loạt nâng cấp trong tương lai với mục tiêu giảm chi phí thực hiện giao dịch bằng Ether, đồng tiền đại diện cho Ethereum và là tiền số có giá trị cao thứ hai thế giới chỉ sau Bitcoin. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều rủi ro với quá trình này, nhất là khi cách thức hoạt động của nó đặc biệt phức tạp. Hợp nhất, thất bại sẽ đe dọa hàng nghìn ứng dụng tiền số vận hành trên Ethereum, vốn đang lưu hành hơn 50 tỷ USD tiền tích lũy của người dùng. Một số chuyên gia cảnh báo sự thay đổi ở quy mô toàn mạng lưới có thể khiến Ethereum dễ bị tin tặc tấn công hoặc gián đoạn. Bất kỳ thay đổi nào với hệ thống phức tạp như Ethereum cũng có nguy cơ dẫn đến hậu quả ngoài ý muốn. Danny Grant, nhà nghiên cứu làm việc với Ethereum từ năm 2017 cho biết, ông sẽ tập trung cùng các đồng nghiệp khi Demer diễn ra. Việc lên kế hoạch ăn mừng không dễ vì thời gian hợp nhất chính xác vẫn chưa được rõ ràng và chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố kỹ thuật.